Hello, xin chào mọi người. Chào tất cả các anh em Nam Minh Điện Tử nha. Thì hôm nay Tâm sẽ làm cái video này. Mục đích là Tâm sẽ giới thiệu cũng như chia sẻ cho các anh em Nam Minh Điện Tử và cũng như tất cả mọi người một cái TV màu bóng đèn, TV CRT á. Thì nó bao gồm những cái bộ phận gì ha trong cái TV đó. Thì một lát nữa Tâm sẽ mở cái TV ra cho mọi người xem, cho các anh em xem. Và Tâm sẽ giới thiệu những cái bộ phận cũng như những cái phân vùng trong cái TV màu CRT, TV bóng đèn ha. Thì nó bao gồm những cái gì và nó bao gồm những cái phân vùng như thế nào ha. Thì cảm ơn mọi người. Mời mọi người xem video của Tâm nha. Thì trước màn hình của mọi người là cái TV CRT, TV bóng đèn hình đó mọi người ha. Thì Tâm đã mở ra rồi nè ha. Giờ Tâm sẽ giới thiệu đến mọi người các thành phần của nó ha. Thì đầu tiên mọi người nhìn thấy đây là cái bóng đèn hình của nó mọi người. Đây là bóng đèn hình ha. Thì bóng đèn hình của nó bao gồm là cái mặt trước ha. Mặt trước là mặt mình nhìn thấy hình ảnh nó phía trước đó. Và nó dài tới phía sau nè, tới cái phần sau đuôi chót này luôn là phần ống phóng tia ha, mình gọi là súng phóng tia của đèn hình đó mọi người. Tiếp theo là cái cuộn cuộn lái tia ha mọi người, cuộn lái tia. Thì đây là cái dĩ chính của cái TV nè mọi người. Phía đây là cái phần mạch điện á, ở trên là cái bóng đèn, còn dưới này là phần mạch điện nè mọi người. Thì nó sẽ cái gì nó liên hệ với cái bóng đèn và cái bo đuôi này, nên là bo đuôi đèn hình nha mọi người, bo đuôi đèn hình. Thì đây là cái lo ha, đây là cái lo, cái đây là lo bên phải nha mọi người. Này cái jack AV á, jack AV để mình ghi hình ảnh, để mình chiếu đồ đĩa rồi các cái ha. Thì bên này nó còn một cái lo nữa bên tay trái nha mọi người, đây là một cái lo bên trái nữa ha. Và phía dưới nó là một cái, đây là cái phím mọi người, phím nhấn á, phím nhấn điều khiển bằng nút nhấn á mọi người, phím nhắn á. Thì Tâm sẽ giới thiệu tương tự cho mọi người các bộ phận của cái TV này ha. Cái dây này là cái dây liên hệ lên trên đó mọi người, cái dây cái lên jack AV á, jack AV mà để mình ghim đầu đĩa rồi này kia lên vô đó ha, để mình xem hình ảnh. Thì nó liên hệ với cái dĩ này nó qua cái dây đó. Giờ Tâm sẽ kéo cái dĩ này ra ha. Tâm sẽ gỡ hết mấy cái dây nó liên kết lên trên máy á. Tâm sẽ tương tự, Tâm sẽ gỡ ra rồi Tâm sẽ lôi cái dĩ đó ra ha. Tâm lôi cái dĩ máy ra, gỡ các dây ra mọi người. Cái dây này là dây lên bằng phím á, lên phím nhắn cái này đó mọi người. Cái dây lên mắc remote ha, dây bằng phím nè, cái này phím đó, phím nút nhấn đó mọi người. Hai cái dây này là hai dây lo ha. Đó, Tâm gửi có một dây lo nè, một dây lo, dây bằng phím, còn một dây lo bên đó nữa, còn một cái dây lo phía bên góc đó đó mọi người ha. Đó, cái dây bằng trắng là cái dây nè, cái dây lo đó. Còn dây đỏ đen đó mọi người nhìn thấy là cái dây khử từ ha, dây khử từ, khử từ là nó sẽ khử, nhiệm vụ của nó là nó khử nhiễu trên bóng đèn á mọi người. Bóng đèn mà TV bóng đèn thì thường mọi người nhìn thấy nó có nhiễu á, nhiễu đỏ đen á, thì nhiễm từ đó là cái dây nó sẽ, nhiệm vụ nó sẽ khử từ. Thì Tâm nó quay cái dĩ nó lại nè, thì Tâm sẽ giới thiệu tương tự cho mọi người ha. Thì mọi người đang nhìn thấy đây là cái khu vực mà Tâm chỉ một khoanh vòng nè, vòng tròn nè mọi người ha. Thì đây là khu vực gọi là nguồn ha, phần nguồn của TV ha mọi người. Đây là cái tụ lục nguồn, đây là cái biến áp xung ha mọi người, biến áp xung. Thì đây là nguyên chất cái tụ lục nguồn, trên là mấy giót nắng nguồn nó, giót xung nữa anh em, nó xung ha. Đây là con sò nguồn, mấy con giót nắng nguồn ha. Chỗ này để mình ghim dây AC vô, dây điện nhà vô ha, dây điện ngoài vô á. Đây những cái tụ lục nhiễu nè, cuộn dây lục nhiễu luôn anh em ha. Thì vòng vòng cái nguồn nó cũng có vậy thôi. Đây, điện trợ khử từ nè,
Đây, đó nó ăn vô cái dây cử từ đó nè, dây cử từ nãy mà lúc mà tâm tâm kéo nó ra đó, dây đỏ đen đó, nó ăn lên trên cái, nó có một cái dòng dây nó quấn xung quanh cái bóng đèn á mọi người, à, nó quấn xung quanh cái bóng đèn đó, để nó khử nhiễu à. Thì tiếp theo là tâm giới thiệu một cái phần dùng khác trên tivi, đây là cái phần âm thanh ha mọi người, là cái phần nhiệm vụ nó làm có cái tiếng nói cho mình nghe đó ha. Đây là phần âm thanh. Phần âm thanh nó bao gồm những cái cho hay như là cái điện trở tụ này kia ha mọi người. Thì chỗ này có con IC nè, cái này là những cái dắt cắm ha, những cái dắt cắm ga lo đó, hai cái dắt này là hai dắt cắm ga lo nè mọi người, hai dắt cắm ga lo. Con này là cái bên phím với mắt nhận remote thôi. Tiếp theo đây là một cái phần dùng mới, đó là một cái phần dùng của IC điều khiển nha mọi người. Phần dùng của IC điều khiển thì con IC lớn lớn này nè, là con IC vừa IC khiển và IC giải mã chung luôn. Đây là con IC nhớ nè. Thì những cái tivi đời trước đó, thì con IC giải mã và con IC điều khiển đó, nó nằm riêng nha mọi người. Giờ cái dòng sau này là nó chung. Thì đây là cái lóc bắt đài nè mọi người ha. Mình kêu bằng cái hộp lóc bắt đài á, để mình ghim cái anten vô để mình dò đài, mình xem đài ha. Đây là những cái dắt in out ha, những cái dắt in out của cái đường AV với đường đường tiếng á mọi người, hình và tiếng á mọi người ha. Thì giờ tâm quay phía sau để cho giới thiệu cho mọi người nè. Này là phía sau mình nhìn tới nha, này những cái dắt in out AV này đó, mình nhìn mình nhìn từ trước vô, giờ mình nhìn từ sau tới nè. Thì nó bao gồm hai dãy, thì cái màu vàng với màu vàng thì nó là video màn hình ha, còn nhỏ trắng là tiếng ha mọi người. Hai dãy trên dưới thì nó bao gồm và đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra ha mọi người, nó cũng rất là đơn giản đó mọi người. Đây là cái lắp bắt đài nè, thì nãy tông của chị đó, thì cái này mình nhìn từ phía sau mình nhìn tới ha, phía sau tivi ha mọi người, sau tivi mình nhìn tới ha, để mình ghim cái cáp vô. Thì cái cáp này là cáp đồng trục ha mọi người, cáp đồng trục đó, cáp đồng trục mình sẽ ghim vào cái ổ dắt đó, xong rồi mình sẽ dò đài hay mình xem đài ha mọi người. Tiếp theo thì Tâm sẽ giới thiệu một phần dùng khác nữa trên cái dĩ tivi này, thì đây là phần quét ngang nè mọi người. Đây, trước mặt mọi người nhìn thấy đây là cái tâm tay tâm chỉ, nó là cái cục đá bách ha, đá bách hay mình gọi là biến biến thế, là cục cao áp á. Thì khi nó chạy thì cái áp này nó trên cái rất cao, cho nên mình gọi là cao áp á ha. Nhiệm vụ nó là nó phát sáng cho bóng đèn ha. Tay tâm chỉ là sọn ngang ha. Tiếp theo là cái cục này nè, mọi người thấy vàng vàng đó, là nó là cái cuộn dây lái ngang ha mọi người. Dây lái ngang nó kết hợp với sọn ngang rồi cục playback ha, playback rồi kết hợp với cục dốc. Đây là cái bẻ dây lên trên nè mọi người, thì mọi người nhìn thấy đó là dây đỏ với dây xanh đó, là dây co cho cuộn lái ngang ha. Còn hai dây còn lại là dây màu vàng với dây màu cam đó, là cho cuộn lái dọc ha mọi người. Đó, nó kết hợp phần lái ngang và phần lái dọc ha. Thì tâm đang nói phần lái ngang ha, thì mọi người nhìn trên đây là cái cuộn dốc của nó nè ha. Thì cái mình đang nhìn thấy, cuộn dây mình đang nhìn thấy đấy, đó là cuộn lái dọc ha, cuộn lái dọc hay mình thường gọi là cuộn dốc đó. Thì đó là lò lái dọc. Còn phía trong mình cũng thấy là phía trong đó, nên mình phải dở ra mình mới thấy phía trong này nè. Thì ở trong đó nó có cuộn lái ngang ha, mình gọi là cuộn lái tia ngang á mọi người. Đó là nó nằm bên phần quét ngang và phần quét dọc ha. Đó mọi người, trước là mình nhìn thấy dây đồng nè, đó dây này á là của cuộn lái dọc ha mọi người ha, cuộn lái dọc á, nó là cuộn lái dọc. Thì tiếp theo nữa là Tâm sẽ giới thiệu cho mọi người một cái văn dùng nữa ha. Đây, đây là phần của quét dọc ha mọi người, hay là mình còn gọi là phần lái tia dọc á ha. Thì con IC tâm chỉ tay đây là con IC dọc ha, hay là mình còn gọi là anh em điện tử thường hay gọi là IC vẹt á. Thì con IC này nó kết hợp với hai cái dây màu vàng với màu cam này nè, nó cũng dẫn lên trên cuộn dốc này nè. Đó, cái cuộn dốc ngoài đó, cái dây động ngoài đó là nó kết hợp đó, đó là cuộn lái dọc hai mọi người đó, cho đó đó. Lái ngang thì Tâm giới thiệu rồi, thì hiện về là cái phần lái dọc, nó cũng dọc và ngang nó chung trên cái cuộn đáy này mọi người. Thì nó sẽ
lái cái tia cho đúng lên trên cái màn ảnh của cái màn hình của mình đó ha. Còn đây là cái bo bo đuôi ha, bo đuôi đèn hình nè mọi người, bo đuôi đèn hình thì bo đuôi này nó kết hợp tự dĩ đưa lên trên này nè ha, tự dĩ đưa trên này, bo đuôi này nó sẽ lấy hình ảnh, nó truyền hình ảnh từ với cái dĩ máy đó nó lên trên ống phóng của cái đèn hình nè mọi người ha. Thì cái ống phóng đèn hình này nữa nó sẽ phát ra những cái tia ha, nó nôm na là nó sẽ phát hình ảnh cho mình xem đi, thì nói gì cho dễ hiểu ha. Thì đây nó có những con transistor ha mọi người, transistor nó sẽ khuếch đại như những cái màu sắc mà ở dưới cái dĩ nó đưa lên đó để cho mình xem những hình ảnh trên trên cái đèn hình đó mọi người ha. Thì nhiệm vụ của nó là nó khuếch đại những cái hình ảnh nó lên đúng cái màu sắc của nó ha, và nó hiển thị trên màn ảnh cho mình xem, và nó thông qua cái bo đuôi này ha mọi người. Thì phần giới thiệu của Tâm đến đây thì về cái dĩ này thì nó cũng coi như là xong ha nha. Thì Tâm cũng vừa giới thiệu xong một cái TV CRT bao gồm những cái gì ha mọi người. Thì Tâm cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Tâm nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Tâm điện tử và cũng như yêu thương Tâm từ trước đến giờ ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và niềm nhiều vui trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Tâm nha.